kia làm cái gì? Tôi hỏi anh có ý định gì mà lại hành động bị ổi như vậy chứ? Là chồng vào phòng ân ái với vợ sao gọi là hành động bị ổi? Đồ trần trá vô liêm sỉ, anh ra khỏi phòng cho tôi, nếu không tôi sẽ la lên bây giờ đó. Cô có bị điên không hả? Cô là vợ của tôi, tôi là chồng của cô, vợ chồng ưng ái với nhau. La là la cái nỗi gì, có la ai mà dám vô đây cứu cô hả? Anh dám làm bậy tôi không tha cho anh đâu. Không tha hả? Anh là đồ súc sanh, buông tôi ra. Lúc nào cũng xưng là đại trưởng phu mà lại dùng sức mạnh để cưỡng đoạt và bắt người khác phục tùng mình, đồ vô liêm sỉ. Quỷ đi, chọc tức tôi, tưởng là tôi ngưng rồi sẽ bỏ đi, chiêu này cũ rồi. Bỏ ra, ai đã cứu tôi với? Cậu ba nhà họ Trương quang minh lỗi lạc mà lại như vậy sao? Nếu như mà anh có thèm khát chuyện thân ta thì tại sao không đến Thanh Lâu tìm kỹ nữ mà thỏa mãn? Bây giờ tôi chỉ muốn cô thì sao hả? Cô là vợ của tôi, cô phải làm bổn phận của một người vợ. Nhưng mà tôi không muốn điều đó. Nếu như anh làm bậy tôi sẽ quyên sinh đó. Có giỏi thì quyên sinh thử đi. Nếu như anh không ngừng tay lại thì tôi sẽ hận anh suốt đời. Tôi thề sẽ giết chết anh, đồ súc sanh. Cho dù cô hận tôi hay muốn giết tôi cũng được, nhưng đêm nay cô nhất định phải là vợ của tôi. Tôi nói cho anh hay, tôi là vợ của anh, nhưng mà anh chỉ chiếm được thân xác của tôi thôi, còn hồn tôi đã dành cho người khác rồi, anh có thấy nhục không? Cô nói cái gì hả? Cô nói cái gì? Tôi nói là trong lòng tôi chưa bao giờ xem anh là chồng, vì từ lâu nay tôi đã có ý trung nhân. Cô giở trò con nít, định gạt tôi chứ gì hả? Tôi gạt anh làm gì chứ? Trước đây tôi đã có người hẹn ước trăm năm và thề nguyện sẽ nên nghĩ vợ chồng tại anh và chuyện tình duyên của chúng tôi dang dở, nhưng dù sao trong lòng tôi lúc nào cũng có hình bóng của người đó, và đó mới thực sự là người tôi thương, là ý trung nhân của tôi. Cô nói láo, đừng có khích tôi. Anh không tin chứ gì? Đây, anh xem đi, đây là những bài thơ mà Quỳnh ấy đã chép tặng tôi. Lời thơ trang chứa nỗi lòng của chúng tôi, anh xem cho kỹ đi. Nét chữ đó có thấy quen không? Chắc là anh không ngờ chứ gì. Chúng tôi đã có 2 năm sống gần với nhau, một bước không rời. Anh xem kỹ bút tích, ký tên với mỗi bài thơ, anh có thấy bất ngờ không? Thank you.